Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả Game Action. Hôm nay thì mình sẽ chơi một tựa game mới, đó chính là tựa game Angry Birds Transformer. Thì chắc hẳn là tất cả các anh em ở đây cũng đã xem Transformer rồi và cũng biết Transformer là một biệt đội robot, như kiểu là biệt đội robot thiện đấy, và đi tiêu diệt các Decepticon của Autobot. Autobot là phe bên mình, nghĩa là phe thiện, còn Decepticon là phe ác. Ok, bây giờ thì đây là Optimus này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào game thử xem nào. Thì đấy, đây là một cái tàu hỏa. Chúng ta có con chim Angry Birds đây. Bắn. Ok, cái này thì không phải là ném chim có hình Transformer, mà là điều khiển. Và là điều khiển Optimus hoặc là một ai đấy đi tiêu diệt mấy cái con này. Ok rồi, có con luôn rồi. Ok, mình phải trong một lượt chạy thì mình phải tiêu diệt hết bằng được tất cả mấy con lợn này để chúng ta có thể thắng được. Đó, bây giờ tiêu diệt hết mấy con lợn này. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là tuyệt vời. Và đến cuối map thì chúng ta lại lên cái xe lửa và biến mất. Thì để lại thì màn tiếp theo thì chúng ta sẽ lại có một nhân vật mới. Đó, Finish với Optimus. Ok, xoay, có ngầu luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi theo màn nhé. Facebook login. Ok, mình vừa đăng nhập vào Facebook. Thì anh em nào chơi thì có thể đăng nhập Facebook để nó có thêm 20 cái đồng này. Rescue Transformer from the evil Xbox. Giải cứu những Transformer từ những bọn trứng máy. Ok, cái gì đây? Bumblebee, Rescue Bumblebee. Chúng ta sẽ chơi cái này đầu tiên nha. Rescue Bumblebee. Ok, Optimus, let's go. Ok, khá là quan ngại khi mà mình chết rồi. Quá, ok, vẫn ngon. Ơi, mấy con này nó đứng trước mày thì sao? Chết rồi. Rồi, ok. Rồi, mình vẫn giết được hết. Tuyệt vời. Mày nè. Wow, đổ hết luôn. Ra lại lên xe thôi. Rồi, lên xe. Finish. Tiếp tục 19 con lợn. Ok, tiếp tục nào. Thu về nào. 60 con thì chúng ta sẽ giải cứu được Bumblebee. Ôi, chúng nó bị ấy đây. Chúng nó bị đóng băng này. Tàu của Transformer đến rồi. Ok, có khi là mình phải bắn bóng bọn này, đúng rồi. Ok. Cái game này khá là hay bởi vì kiểu đồ vật nó cách xa nhau ấy, thế nên là cái phát bắn nó cũng khác nhau, chứ không phải là nó bị giới hạn bởi cái bị cạt bởi cái vật trước. Còn lợn thì bắn sao. Bắn sao ấy, bắn sao mày. Đó, mình phải để ý mấy con này, không nó bắn mình ngay. Đây rồi. Cây dừa đây anh em này.
Anh em thấy không? Rơi lên trên trời thì cái trò chuột nó chỉ ở đâu thì nó sẽ bắn vào đó. Chứ nó không phải là bị cản bởi vật gì đâu đấy. Trời ơi, mình đã mất một máu rồi. Đầu đến rồi. Nào. Gì đây? Nổ này, nổ này. Ok. Đâu đâu? Ok, tàu đến rồi. Chúng ta lại hoàn thành nhiệm vụ. Và lần này chắc là chúng ta sẽ cứu được Bumblebee. Ok, 21 con lợn. Rồi, 21 con lợn, chưa đủ rồi. Chúng ta cần một bàn nữa chúng ta mới giải cứu được Bumblebee. Rồi. Let's go, Octopus. Ui. Chưa. Ê. Làm sao mà mình cản được vậy? Bọn này nó tự đổ mà. Ôi, điều vậy. Sao điêu vậy nhỉ? Không thì mất. Không hiểu sao ấy. Chắc là nó bắt mình upgrade. Chứ tự nhiên nó đổ vào người mình chẳng sao mình cản được. Bắn mình ở đây. À đúng mẹ rồi. Ok. Ok thì mình cũng phải chuyển qua dạng xe, đúng rồi. Dạng xe, nâng cấp thành dạng xe thì chúng ta có thể chạy qua được mấy cái này. Ok, nhưng mà bỏ lỡ một con lợn rồi. Bye bye. Dạng xe thì lúc nào có chứ em vật thì chúng ta mới có thể biến thành dạng xe được. Dạng xe nào. Let's go baby. Dạng người mày. Dạng xe chúng ta có thể hồi được. Dạng xe nào. Dạng người nào. Xuôi. Một pha chạy rất là thành tráng. Bye. Yeah. Xuôi. Biến hình luôn. Rồi. Còn khá là hay đấy. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình để mình làm tiếp. Ok. Rồi, chúng ta đã unlock được Bumblebee. Unlock nào. 60 con lợn. Mấy game Bumblebee của tôi đâu? Đang bị đóng băng. Yeah. Muốn chạy quần hả? Bumblebee là bắn liên tục. Bumblebee là bắn liên tục anh em ạ. Rồi. Bumblebee là bắn liên tục nên là anh em đừng có lo. Nhưng mà nó đi lên khá lâu đấy chứ. Rồi. Ấy, mất một con lợn rồi. Mất cùng Bumblebee. Giải cứu này. Hey man. Finish. Yeah, Bumblebee. Ok, chúng ta đã đóng băng được tất cả con lợn rồi. Đóng băng rồi. Đó, chúng ta giải cứu Bumblebee. Rất tuyệt vời. Người rất là đẹp nhưng mà đầu chim thì hơi buồn cười. Chúng ta đã khám phá vùng đất này nhá. Rescue Sound Wave. Ok, thì điều mà mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.